Cuốn sách song ngữ Việt Anh, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, di sản đặc biệt của mỹ thuật Đông Dương là tâm huyết trong 5 năm của họa sĩ Trịnh Lữ, con trai cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, viết về sự nghiệp hội họa, thực hành và giảng dạy thiết kế nội thất của cha mình. Qua gần 400 trang với giọng kể tự sự tâm tình, sách giới thiệu hơn 600 hình ảnh và tranh vẽ giúp độc giả khám phá chân dung cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc từ cuộc đời và sự nghiệp đến chi tiết các di sản đặc biệt của ông. Các câu chuyện nghề được kể trong sách cho thấy một họa sĩ tài năng, đặc biệt là sự tiến bộ về tư tưởng sáng tạo. Sau 5 năm vừa rồi thì có rất nhiều, đặc biệt là có hai cái nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, anh Phạm Long, anh Trần Hậu Yên Thế, anh ấy cung cấp cho tôi rất nhiều những cái tư liệu mới phát hiện được về cụ. Cho nên là tự nhiên cái cuộc đời của cụ nó lại hiện ra ở một cái màu sắc và một cái cảm xúc rất là khác. Mình mới thấy rằng hóa ra là cụ còn làm được rất nhiều việc khác nữa mà mình chưa biết. Cho nên khi cuốn sách này ra đời thì tôi cảm thấy rằng thì là mình không thể giữ nó cho riêng gia đình mình nữa, mà tôi muốn là cho ra ngoài xã hội. Trong những năm gần đây thì mình có nghiên cứu sâu về thời kỳ mỹ thuật Đông Dương. Thì trong quá trình mình nghiên cứu thì phát hiện ra được rất là nhiều cái tư liệu quý mà chưa được phát hiện của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc. Thế thì mình có liên lạc với cả bác Trịnh Lữ, là con trai của cụ Trịnh Hữu Ngọc, và có chia sẻ các cái tư liệu đấy. Đồng thời trong quá trình mà hai anh em trao đổi và nghiên cứu lại các cái tư liệu thì cũng thấy là có những cái có thể là lại tìm hiểu thêm. Vì cứ mỗi cái tư liệu mới thì lại mở ra được một cái góc nhìn hoặc là một cái hướng mình có thể tìm về, hiểu về cái nhân vật Trịnh Hữu Ngọc, về những cuộc đời của cụ cũng như là về những cái sự nghiệp của cụ. Mà thậm chí trong gia đình nhiều khi không biết. Vì thực ra đặt chị Hữu Ngọc trong một cái hoàn cảnh đất nước khó khăn như vậy, chiến tranh như vậy, và nó giống như con sông ấy. Tức là lúc nó thắt lại, nó hẹp lại như vậy, nhưng mà nó vẫn bền bỉ chảy, gần như không có cái gì ngăn cản được cái sức sáng tạo của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc. Thì đấy cũng là một cái tấm gương, một cái nhân cách. Và đọc trang sách thì thực sự là mình thấy là tràn ngập một cái tình yêu với đất nước. Và tôi nghĩ rằng là rõ ràng bây giờ các bạn trẻ sẽ trở thành công dân toàn cầu, nhưng họ phải có một cái điểm là đến thế giới từ Việt Nam, và đến thế giới đem một cái niềm tự hào, tình yêu của đất nước đi ra thế giới. Sinh năm 1912, mất năm 1997, họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc là một họa sĩ tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Đồng thời, ông còn là một nhà thiết kế nội thất với thương hiệu nội thất Memo lừng danh đầu thế kỷ 20. Ông có hơn 600 tác phẩm hội họa, một số tác phẩm thiết kế đồ gỗ đã đi vào lịch sử. Sự nghiệp của cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc đặc biệt được dẫn dắt xuyên suốt bởi tư tưởng chân thiện mỹ, mà tiêu biểu là cách thực hành thiền họa mắt nhìn tay vẽ. Để có thể đưa sự nghiệp mỹ thuật đầy thành tựu của cha mình vào sách, họa sĩ Trịnh Lữ đã tin tưởng và kết hợp với công ty sách Omega Plus. Với sự kết hợp này, cuốn sách Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, di sản đặc biệt của mỹ thuật Đông Dương đã trở thành một hành trình trải nghiệm dành cho độc giả để khám phá chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc. Khi triển khai cuốn sách này thì phải nói là chúng tôi vừa cảm thấy rất là hồi hộp nhưng cũng rất là lo lắng. Bởi vì khi mà xuất bản một cuốn sách về một nhân vật tầm vóc thì đặc biệt là trong lĩnh vực hội họa thì việc trình bày, việc in ấn là một khía cạnh rất quan trọng để phản ánh được giá trị của các tác phẩm để lại. Trong quá trình triển khai cuốn sách này thì chúng tôi cũng liên tục làm việc cùng và cùng tìm ra các cái phương án xử lý về mặt trình bày và về mặt in ấn để tối ưu nhất. Tôi làm hoàn toàn là theo cái tình cảm của mình. Tôi không viết chữ trước rồi lắp hình sau, mà tôi sống với bố tôi đầu tiên là qua những cái hình ảnh còn lại. Thì bây giờ mình thấy rằng những hình ảnh đấy nó chính là câu chuyện. Và tôi rất mừng là mọi người cầm cuốn sách trong tay, họ cũng nhận ra được cái tình cảm đấy. Họ cũng nhận ra được tất cả những cái rất là sâu xa ở trong tâm thức của mình mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Tác giả họa sĩ Trịnh Lữ tên thật là Trịnh Hữu Tuấn, sinh năm 1948 tại Hà Nội. Ông được thừa hưởng tình yêu hội họa từ cha là cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc và mẹ là bà Nguyễn Thị Khang. Ông bén duyên với nhiều nghề như vẽ, viết, dịch thuật, tư vấn truyền thông phát triển và đều đạt được những thành tựu lớn ở các lĩnh vực đó.
nhưng vẽ đối với Trịnh Lữ như hơi thở trong cuộc sống của chính gia đình ông. Họa sĩ Trịnh Lữ luôn nhắc đến cha mình như một người thầy lớn, người ảnh hưởng đến con cháu trong gia đình từ cách sống, sự lựa chọn nghề nghiệp và cả tư duy nghệ thuật. Cuốn sách Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, Di sản đặc biệt của mỹ thuật Đông Dương là cuốn sách thứ hai ông viết về cha mình sau cuốn Trịnh Hữu Ngọc từ những tác phẩm còn lại xuất bản năm 2017.